Hôm nay khoảng hơn 2.000 Phật tử cũng như 100 chư tôn đức, chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng ni đến chứng minh lễ đốt đồng cũng như chú nguyện. Thì buổi lễ đúc chuông sáng hôm nay đã hoàn thiện viên mãn, và lần đầu tiên quý Phật tử trong đạo tràng đã lắng nghe được tiếng chuông rất là mầu nhiệm. Nhiều những cái chuông khác thầy hoàn toàn được ghi bằng tiếng Việt và để cho Phật tử đọc là hiểu ngay. Ba nghiệp lắng thanh tịnh, gửi lòng theo tiếng chuông, nguyện người nghe tỉnh thức, vượt thoát nẻo đau buồn. Ba nghiệp tức là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Lắng thanh tịnh, gửi lòng theo tiếng chuông. Cho nên khi mà mình nghe tiếng chuông là ba nghiệp, là mình phải giữ chánh niệm, yên lặng, yên tĩnh để nghe chuông. Và khi mà đánh tiếng chuông lên là mình nguyện người nào dù ở xa hay gần, dù ở trên chánh điện hay xuống dưới bếp, hay ngoài vần lan hay bờ sông, thì mình nguyện cho người đó được nghe và nghe trong cái tỉnh thức. Bởi vì mục đích cuối cùng của tiếng chuông là để tỉnh thức. Đó là giáo lý tối hậu của đạo Phật, là làm cho con người được tỉnh thức, vượt thoát nẻo đau buồn. Khi mình nghe chuông mà có chánh niệm, có tỉnh thức, tức là bao nhiêu phiền não, bao nhiêu phiền lụy nghiệp chướng đều tiêu tan hết. Cho nên đây là một cái bài kể rất là hay của một vị thiền sư mà thầy đã mượn và thầy đã chép vào đây. Đây là câu thứ nhất. Quý vị lắng nghe bài kể thứ hai còn hay hơn. Nghe chuông phiền não tan mây khói, ý lặng thân an miệng mỉm cười, hơi thở nương chuông về chánh niệm, vườn tâm hoa về nở xinh tươi. Có một tràng pháo tay. Và có một hai câu nữa. Lắng lòng nghe tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm. Và đây là ô thứ ba, là thầy đề hai vị chứng minh rất quan trọng. Đó là thứ nhất, Hòa Thượng Thích Giác Quang, trú trì chùa Bảo Lâm, thành phố Huế, là Hòa Thượng sáng nay đã ban đạo từ cho mình. Đó là vị Hòa Thượng vô cùng phước đức, và thầy nghĩ có thể là do cái sự chú nguyện của các vị Hòa Thượng, cho nên cũng có thể đóng góp vào trong cái việc chuông mà hôm nay được ngân nga như vậy. Thứ hai là Hòa Thượng Thích Thiền Tấn, là viện chủ chùa Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Tuy nhiên, về hai cái tỉnh đã đại diện cho hai vị hòa thượng để chứng minh cho cái chuông của mình. Và số vàng mà quý vị đóng góp của hôm giờ, thầy nghĩ tiếng chuông cũng có thể rất là hữu ích trong cái việc vàng bỏ vào và đang nghe ngân rất là ngân xa. Và chủ chúc đúc chuông cho thầy biết là tiếng chuông này chưa hay, nghe chưa hết. Khoảng một tuần sau, quý vị khi mà nghe tiếng chuông là hay hơn, là bởi vì khi làm sạch lại sao nào, tức là làm sạch lại và đánh bóng lại, làm nguội lại, thời phải ở lại làm nguội trong ít nhất cùng một tuần,
rồi sau đó mà chúng ta sau này có cái lễ gọi là lễ khai đài Hồng Trung, nghe không? Mình còn cái lễ đó nữa, à, cho nên mình khi lễ khai đài chắc chắn là cái cô Dung này nghe hay hơn rất nhiều. Dạ, và cái mẫu mã thì là bên thờ cũng làm theo một cái thầy, chùa mình là chùa hoa sen, đặt gốc là thầy làm toàn bộ hoa sen hết, dạ hoa sen hết.